Châu làm nấu ăn là làm cô bán hết sức của nhà mình. Hai đứa đến để chuẩn bị làm. Em có nghe là anh dắt cho em đi.
À, đứng 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 luôn. Rồi. Anh thưa Hoàng Minh, xin kính chào tất cả quý khán giả. Và hôm nay hai vợ chồng Hoàng Minh có đến ủng hộ cho ban tổ chức cũng như ủng hộ cho tất cả nhà thiết kế. Nhưng hai vợ chồng Hoàng Minh hôm nay đến một điều đặc biệt hơn là ủng hộ cho nhà thiết kế Hoàng Minh. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.